Thái tử Đề Tam mà sắc phong tôn thần từ Thái tử Đề Tam mi thi vương diện mạo hoa dung nhan nề khác thường. Mai thiên nghi lan nổi dòng xích bích đua quân trèo nghề du lịch nghề bốn phương có phen tuần thu sông thương trở về tỉnh bắc qua giang nghỉ sông lục lồng đầu tấu về thủy phủ các ban các hòa thiên đình thủy phủ diêm la tấu về thủy phủ khi vua cha độc đình hỗn dòng người chơi thủy cùng khai quang long nhan thập kỳ diệu quang minh minh chứng đàn diên nga tích tăng cung vàng kim phục hoàng thân cận thành chúa thiên cung vô dâng lên thuộc này văn vô dâng lên trình quang tam phù chép biến rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường về cho dung anh đôi đường
tu thỉnh Phương Quang, tu thỉnh Phương Quang, thần đệ tử dâng tiên vân vân đàn dẫn sử tích đệ tam hoàng thái tử cũng như không ra tay cứu nước trở về biên tiết để ngàn thu dài giang ghế lên ngàn quán xuống thiên ngôi đền thờ, ngôi đền thờ quý địa xanh xanh nam, đền thờ quán tán tiếng kêu vang lòng lòng môn hồ vàng thạch bàn rất rất dâng nước về thủy quốc bồn đi, truyền cho quân lấy học lưu đi, đùng đùng dâng nước phép thời không ai đã qua đại giang, qua đại giang sông thao sông cả kéo quân về, kéo quân về đóng ngã ba tranh, vui sướng cai đàn hát tập tành, thơ ngâm thu đọc đồng này đàn tranh tranh chơi bời. Ta tiệc rồi ngày về ơi thì phủ dòng tay quân vào tôi bắt bắt năm ba đồng đồng tử theo hầu vào tô hương phụ già chầu đức mẫu cũng có phen ngài vì phương biến hoa vô nghệ an, vô nghệ an thượng hạ đại giang, thuyền rồng treo quê buồm khi trời sông bạch bạch hạt lúc sang con sông bờ. Giao thật thơ nghe giao thật thơ tam biên chơi tam đạo, chuyện sư quân nghe nhị đạo tiên phong, tiếng như chiếc kêu cờ phất trống rong nghe bè sau thuyền trước giữa dòng dòng thì lênh đênh đênh đênh
trông cầm cánh anh nghe, trông cầm cánh ca chiêng vang anh ngói, đột thanh hoàn nhị chậm chậm đổi ma, chiều thần đi văn võ bao quan nghe say lên đón rước quan đốt để tam về châu. Giờ lâu nghi phát lời nhân thư nghi sai ông lên cứu trợ trần gian, một tay hoàng tử đệ tam cứu sinh cũng năm ngày đổ oan cũng nhiều. Dày ông đó, dày ông đó về chầu nhân cứu muôn dân nghe bản ức siêu sinh, nay ông về tới bản đền đây đổ cho họ biết được kháng linh thọ chưa. Linh còn khi đến này sang thượng đẳng tuần thực đích đích ngài trung quân nghi ngày hai tư tháng sáu hạ tuần hòa chung nam việt bốn dân con đào cầu. Trong cháu tâm gọi kiều châu đều vọng ba nghe kiều quan bị độ quốc quốc thái dân an. Trong trong triều đình sắc chỉ vua ban nè số sinh số tử liệt hàng quan chúa phi. Đủ mọi bề kiếm chi văn võ bách triệu thần thì nào có hương ngài, ngài kiếm chi được toàn tài lãnh quyền vua bát tài ngài kim chi các chị giang biết nghe chị giang biết nghe dành gần là sơ bóc nghe đôi vòng hồng nghĩa soi sáng năm binh mình còn vua thủy quốc độc bình để tam hoàng thái tử giáng sinh sinh ngôi để rộng đức gồm vẹn thung dung hòa mạc bẩm sinh thành tư chất trung cung tình mời thái tử đệ tam phi phương diện bảo đoán sang quan khác thường hằng tâu đôi hằng tâu đôi tiến đình thì phụ chốn năm binh quy đủ bốn năm thương gia huy chấp chính kỳ cương nghe cầm cân vận đầy bực sửa sang việc nói đời chân long ngài chân long ngài ông cầm quyền thay chúa phép bổ quan lệnh quan truyền đi thủy bộ chữ dinh chỉ tề tài sắp rơi biển đi trần gian ra đôi dòng sông xinh bích nghi đùa mai chèo du lịch bốn năm thương có phen nghi tuần tư sông thương nghi trở về tỉnh bắc băng quá ra sông lục cầu dày ông la về châu nhân đức đức xài ông lên cứu bản ước siêu sinh thành ra
ba loan mê tình mời quan đệ tử vốn gom rời giá ngự thiên cung. Trời trời phong đi uyên quan như đệ tứ ngoài hùng ý dày vang phán các quan ni tà văn hữu võ lược đi thiên linh vạn mã hàng ngàn kéo sang lệnh truyền thiên đội vạn cơ khai quang long nhan thập kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên nga tích tăng cung giang kim phục hoàng thân còn thánh chúa tiên cung số đẹp dâng lên tương lai vẫn giữ ưng lên sinh thẳng về cho đời chữ trường sinh ra hội cùng lắm việc tung oanh oanh
danh nghề cơ ta sát thủy đền danh nghề tương tài cảnh thiên thai con lớn tuần nghề ta trở ra về truyền quân dân nước thủy tề chan chan giang anh đi trước là bảo hộ cho đồng nghiệp sau thời thua sốc hết cả tình phèn này uy ra dần thì biết tay hai con long ngang tộc kỳ diệu quang minh chúng đàn duyên nga tích tăng cung tàng kim phục hoàng thân thuật thánh chúa tiên điện chưa được dâng lên tương lai văn thơ dâng lên quan tuần tấu đôi chép biên rõ ràng phê cho đôi chữ trường sinh thank you.
sông chảy nước mưa lòng. Lớn sách cực ngừa võ tù đức đức kinh luật ngài ý tưởng trường tổ sông tranh còn đi 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 tung tung hoành lấm liệt anh hùng nghe gương nghe trang sĩ ngàn năm để dỗ anh nghe linh ai đã về qua bên sông tranh nhớ người chàng sĩ chí tài danh tuyệt vời. Cho dù nước chảy hoa trôi bến sông tranh còn đó công người mãi còn ghê đồng tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh đào thiên cứu nước tung hoành là sông tranh nghe đáp tiếng trả lời chính quan để là người trên phủ đinh ninh dòng nước sông tranh đêm ngày vẫn chảy sông tuôn trào quần chảy về chúng con nghe nhớ người tráng sĩ lập lên công buồn dân con ghi nhớ quan tuần người tài cao
chiến sông pha đã thần quán ra chân sinh tử vì đời cho hiếu đạo trong phủ Ninh Giang vẫn lưu truyền thắng tích tôn quan lớn tuần đại thức đích trung quân dòng nước sông kia còn có khi trong khi đục đùng sống ở trên đời có nhục nhục có vinh chữ chung chưa hiểu chữ tình trong ba chữ ấy quan lớn tuần ngày xét soi chữ chung với quốc thì chữ hiếu quán đã chọn còn chữ tình không bao giờ nhạt phai khắp khắp tứ phương xa gần đều biết tôn quan tuần người đã dạy thần đồ muốn dân đi đây đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập ngôi đền thờ tuần tranh cảnh âm thanh nhiều bề lịch sử khôn đặt bày tư cổ chuyên lai có phen xuất nhập trang đài vua ban chấp chính ngài quản cai triều đình sắc ban phong người kiềm chi tam giới hay chóc tà sát quỷ chư tinh tôn quan lớn tuần ngài bàn phép muốn linh linh quyền ông cai quản thương chư dinh nhà rơi một do nguyện nền giang phúc trừ tay đồng ra họ nguyễn ai ai cũng thọ trường hay cho nguyện được buôn bán dọc đường tiền lại lưu loan bạc bạc cũng để đá nguyện thứ ba cho canh hầu đặc lễ cho họ nguyễn con được phú quý sang giàu bốn nguyện nhì cho sống thật lâu nhờ ơn quan lớn được phúc lâu giàu bền năm nguyện nhì cuộc thái dân an càng qua bình tĩnh dân an được thái bình sau nguyện qua giáng bản đền độ cho nguyễn được đời đời vinh hoa bảy nguyện phúc đằng hà xa bao nhiêu hàn ách quan tông ra hải ngoài
tam nguyện ni họa tông phúc lai độ cho đệ tử lộc tài. Quan giác lưu ân độ cho Nguyễn con mười phân vẻ mười. Nay quan độ cho tới nguyện thứ mười, con cháu cháu được đời đời vinh hoa. Trên bát ngát đôi long trầu hô phúc, nốt tam đầu huy kỳ trầu lên. Lệnh quan cần truyền tứ trụ hầu đôi bên, giúp ngài tộc giang cụ trên sập công đồng. Ra dạ. Hồi ba thải động đồng nghe con vua, nghe ba thải đẹp đồng bằng bằng nghề. Sắc phong quan điều thất na, anh linh linh khác thường giá hồi cùng vui vẻ đến dòng một bãi sầu đề nhất vui vẻ sắp tên người dòng một người ngày chơi phù tía lầu hồng vì nào đánh giá hồi cùng tiên thanh trên ngàn nề giấc văn đề nhị trên công công y cuông y tuần một nhị con giác y đàn nhị trên đây. Ở trên hàn đề gió quân ngơ sung kỳ chim bay về đêm canh khuya nguyệt lặn sao tàn quan trèo gặp gành đôi thầm mong núi ca
xanh rườm ra. Phấn nhụy hồng tô điểm màu da. Do 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 do.
cho lắm về đây thật nhiều. Bạn gió dài dẫn dắt yêu bông lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Đâu có hót nhắc tới thịt thờ ba mươi cuộc đời người tiêu hùng rằng ba mươi cuộc đời hôm dăm dăm mười tư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi thành đứa đồng người tinh nghi tinh
trên bàn thi lang sơn
đến thần trên đỉnh nghề non cao trăm hoa khoe sắc ngát ngào mùi hương tim chiều tuyết phủ mây buông. Thank you.
cho bán lộc cần lộc phá. Thứ nhất đi chầu cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba cho lộc trần ai dễ biết đâu khắp nghi hòa tam nghi thập lục ngàn nhị châu non nghi nhân 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 chi một bộ đi bầu cảnh anh đã lên đấng danh truyền thì nam việt thì hoa phép màu lâm liệt thì ái qua non buộc bị phai quỷ lăng hoa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
châu bảy xuân sang thịnh thời châu bảy xuân sang nghi thanh nguyên bỏ bạch vào ra xuân ra đại thương văn lan nề dân văn nề châu tam bát lan nề thăng thiên hạ giới giải loạn nề kỳ kỳ độc gia hồi tất tâm sơn nề giáng sinh trời chi nuôi bách thật đền dựng đời cao giá hồi cung đông ngõ chi lăng ngay lên trên đông ngõ chi lăng nghi châu mười nữ thiệt đi cứu giật giật đi tiền đi chiều hiểm nghèo châu mây đông mò sớm chiều sông phá vốn dòng này sinh quán mò ba chiến lược tung tung mạnh
nước Việt Nam nghe ghi nhớ ơn nghi người trôi mười trên đồng mỏ đổi danh nghi tướng tài đức nước thanh bà gia công đi học võ luyện một năm tài nghệ nghe linh thông thông ngày hôm nay lạc sử oai hùng nghề 18 võ châu thuộc nghề thông thông lâu lâu ý dòng dòng trời bắc địa chân long long thành dòng dòng y trời bắc bắc y địa chân long long y thành sông sông y hương y núi cự như tranh tranh hòa đồ tháp thanh chùa thì đi bộ nhấp nhấp nhô ý hà đang vui châu chờ ra về với tay chào các ơi xin chờ vẫn sau để từ con